Có thể nói rằng, Thương Ngày Nắng Về là bộ phim đang hot nhất màn ảnh Việt ở thời điểm hiện tại. Với đề tài gia đình gần gũi, tình huống kịch tính, thú vị và rất đời đã khiến cho bộ phim nhận được sự đồng cảm của đông đảo khán giả truyền hình. Thương Ngày Nắng Về không chỉ tạo ấn tượng nhờ nội dung hay, từ bối cảnh đến hậu kỳ được đầu tư một cách rất chỉnh chu bởi ekip hùng hậu, mà còn rất ưng dàn diễn viên trong phim. Họ vừa đẹp lại diễn hay, từ cách thể hiện nhân vật cho đến trang phục diện, trong phim đều hoàn ghi điểm trong mắt khán giả. Vào vai một cô giám đốc marketing, dù chủ yếu quay ở bối cảnh công sở nhưng thay vì diện đồ một cách tối giản, Huyền Lizzy cùng stylist của mình lựa chọn những bộ đồ nhiều màu sắc, sang chảnh và linh hoạt. Sẽ không ngoa khi nói rằng, Vân Trang hiện đang là một trong những nhân vật có gu ăn mặc ấn tượng nhất màn ảnh Việt. Trở lại màn ảnh trong phần 2 Thương Ngày Nắng Về, Huyền Lizzy tiếp tục nhận được phản hồi tích cực từ phía khán giả về cả lối diễn chân thật lẫn phong cách thời trang ấn tượng. Mới đây Khúc Mạnh Quân, stylist lựa chọn trang phục Vân Trang đã chia sẻ về lần hợp tác với diễn viên Huyền Lizzy. Tôi và Huyền Lizzy bắt đầu làm việc từ giữa phần 1 Thương Ngày Nắng Về. Sau khi nhận được định trang, tôi cùng ekip đoàn phim và Huyền nhận định rằng Vân Trang mang phong cách công sở nhưng vẫn phải fashion, da chất một giám đốc marketing công ty thời trang, lựa chọn đồ phù hợp với vóc dáng giúp Huyền đẹp nhất trên phim. Stylist Khúc Mạnh Quân nói, tôi và Huyền cố gắng không để Vân Trang mặc trùng, để mỗi lần xuất hiện trên phim mang hình ảnh mới cho khán giả. Đồ Huyền Lizzy mặc được may đo và chỉnh sửa riêng vì vòng eo quá nhỏ. Đặc biệt được may đo riêng theo số đo, chọn lựa màu sắc đồ phù hợp với nhân vật, nam stylist chia sẻ. Bên cạnh đó, anh chia sẻ thêm trong phần 2, tạo hình thời trang của Vân Trang Thương Ngày Nắng Về sẽ màu hơn và thiết kế có chút phá cách, nữ tính mềm mại, trưởng thành sau khi công tác ở Nhật về. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.